hai đứa đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9 điểm rưỡi, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời, bữa nay Tâm Anh được 9 điểm rưỡi nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, hai đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thế ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống này cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1 điểm rưỡi. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1 điểm rưỡi à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á, mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm, còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ, cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Ba mẹ ơi. Gì vậy con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi, ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, cái này là ông. Trời đất, ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Không có thời gian công vậy ba. Mẹ ba thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Này làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp lận hả? Dạ đúng rồi. Trời sao mà con gái này giỏi quá vậy nè. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn, 3 khối bê tông. Kệ ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm gì bữa nay giỏi quá à. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà. Nhất định là mẹ sẽ lộng khung mẹ treo ở trong phòng. Làm chị giỏi quá à. Wow, em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Vậy là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá, con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Tâm Ý ơi. Dạ. Ờ, cô hỏi nè, mình còn cá ngừ không con? Dạ còn cô. Vậy con lấy ra con kho thơm cho cô nha. Dạ. Mẹ ơi, hôm nay con mới tập chạy ở trường về mệt lắm á. Làm bóng sườn nha mẹ. Cái gì? Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Làm bóng sườn nữa nha mẹ. Biết rồi, mẹ sẽ thưởng cho con được chưa? Yeah, chưa. Con nhỏ này, cũng may là con có gen của mẹ cho nên mới chạy nhanh như vậy đó. Hôm nay làm chị giỏi quá. Nè, Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Con làm món sườn cho em nha. Dạ. Yeah, vui quá. Hoan hô, được làm món sườn
rồi. Đây, dạ, Tâm Anh, bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây cô. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ. Nhưng mà 9 giây là tốc độ của con trai mà. Hôm nay ở trường, so với hai bạn nam chạy cùng với con thì con là người chạy nhanh nhất đó cô. Trời, sao mà con giỏi quá vậy nè? Tâm Anh giỏi quá. Ngày nào nó cũng phải chạy bộ tới trường, đương nhiên là phải chạy nhanh rồi. Nè, còn con nè mẹ, con chạy được 11 giây, giỏi mẹ. Em ơi, tóc anh mới uống mà bây giờ nó hết quăng lại rồi. Không biết nó có bị gì không nữa, anh lo quá. Nè, đợi em coi thử coi. Sao mới vừa uống mà giờ nó hết quăng rồi. Trời ơi, bực mình quá, đừng có lèm bèm nó được không vậy? Thiệt, nó khô cứng rồi nè, sợ nó bị chết á. Mình đi lạc tóc. Em đã nói là anh đừng có nói nữa được không? Bộ... có chuyện gì hả? Bực mình quá đây nè. Học cũng thua người ta, rồi bây giờ chạy bộ cũng thua người ta nữa. Em nói ai? Còn ai vô đây nữa? Con gái rượu của anh chứ ai nữa. Nó làm sao? Nó học cũng thua Tâm Anh, mà bây giờ tới chạy bộ nó cũng thua Tâm Anh nữa là làm sao? Ồ, tưởng chuyện gì. Đương nhiên là làm chi nhà mình phải thua rồi. Con bé Tâm Anh nó sống trên núi, nó chạy nhanh như ngựa vậy, cho lên chạy xuống biết nó quen rồi. Sao làm chi nhà mình chạy lại nó? Ý anh nói là con gái của mình thể lực yếu hơn người ta đó hả? Chứ còn gì nữa. Không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Anh có biết như vậy là sỉ nhục đối với em không? Em là giáo viên thể dục mà, con gái của em mà thể lực yếu hơn người ta, làm sao mà chấp nhận được? Thì trả thù cho con đi, kêu Tâm Anh chạy bộ chung với em, chắc em thắng đó. Hai đứa về rồi đó hả? Dạ. Nè, thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm nha. Dạ. Tâm Anh, mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? À, dạ. Làm chi? Bữa nay con có bài kiểm tra hả? Tại sao không nói cho mẹ nghe? Dạ đâu có đâu. Mẹ qua đây mẹ nói cho mẹ tao nghe đi. Nó mẹ hỏi nó coi. Nè Tâm Anh, bữa nay có bài kiểm tra. Dạ, alo. Dạ, cô giáo chủ nhiệm. Dạ, không điểm. Làm gì? Đứng lại cho mẹ. Dạ, dạ, không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Phủ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy. Nhưng trên lớp học á còn rất là nhiều tiết học khác, nên em không có đủ thời gian. À, dạ 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 xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. À, dạ dạ dạ. Làm chi? Con giỡn mày với mày đó hả? Cái con nhỏ này làm chi? Thêm cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa. Vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi mất con làm đi. Mất đi. Đúng rồi, làm chị hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là đã phép trừ. Dạ. Nè, làm chị giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ, ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3 là còn mấy? Còn mấy làm chi? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi.
là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè, mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất từ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Con xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, chị thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Ủa, sao ngồi đây? Anh nghe nói em đang dạy làm chi phép tính trừ mà ngồi thẫn thờ. Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào chú. Làm chi, mẹ dạy con phép trừ rồi đúng không? Con không hiểu gì hết trơn. Tự hào quá ha. Em chán thiệt á. Cái kiểu này chắc phải thuê gia sư dạy kèm riêng một mình nó đó. Mới học lớp 1 mắc mớ gì mời gia sư. Thấy Tâm Anh không? Đó, tự học có ai kèm cặp đâu. Tâm Anh, bài kiểm tra kỳ này chắc được điểm cao nữa ha con. Dạ. Thưởng. Được có 10 điểm mà cũng bị đặt khoe. Trời ơi, nó còn nói được, tôi sợ cái con nhỏ này luôn. Bộ con ăn trứng ngỗng hoài con không ngán hả con? Làm chi à? Thật ra phép trừ nó dễ lắm, chứ không phải khó như con tưởng tượng đâu. Khó chứ dễ gì ba. À, con có cách này nè, dễ lắm luôn á. Cái gì con? Bấm máy tính. Không được, tuyệt đối là không được. Biết chưa? Bây giờ con nhìn ba đi nha. Con nhìn ba, kể ba ví dụ cho con nha. Ở trong cái bếp này đang có 6 người. Ngọc quên đếm Ngọc rồi. Ngọc nó là 7 người. Người, thì tự người. Nhiên có 2 người đi ra ngoài. Vậy hỏi trong cái bếp này còn bao nhiêu người? Phải ra ngoài thì con mới biết được chứ. Tâm Ý. Dạ. Con cảm phiền dẫn Tâm Anh ra ngoài chút giùm chú nha. Còn Tâm Anh nó đang ăn cơm mà. Kệ đang chút mà vô lại. Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu rồi. Tâm Anh, con ngồi ăn tiếp đi. Tâm Ý, con đi ra ngoài đi. Vô con. Đó, vậy bây giờ ba hỏi con nè. Ở trong cái bếp này còn lại bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Còn 4 người. Chị quên đếm chi nữa đó chị. À, chỉ còn 5 người. Đúng, giỏi quá ơi. Con gái mà xuất sắc luôn á, quá giỏi luôn. Vậy thì hỏi 7 trừ 2 bằng mấy? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu ba. Nghe mẹ ví dụ nè ha. Bây giờ 7 người trừ đi 2 người, vậy là còn mấy người làm chi? Hai phép tính nó khác nhau mà mẹ. Nói rồi thôi, giờ đưa nó trở lại mẫu giáo nó học đi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.